độc, chỉ độc. Gậy ông đập lưng ông. Phải. Đây, tờ thông điệp ban giao giữa Kim và Tống. Ta đánh lừa Nhạc Gia để có cơ hội viện binh. Quân Kim vào viện cớ đồng minh. Lễ chúc thọ sẽ là ngày ta phục quốc. Tướng công, còn bây giờ? Bây giờ ta tạm biệt cùng nàng để cấp tốc lên đường sang Kim quốc. Tướng công, giúp lúc chàng hạ báo thành công. Tạm biệt phu nhân. Tạm biệt. Thank you.
cả tóc lên.